Kính thưa toàn thể đồng bào và quý chiến hữu quyền Việt Nam Cộng Hòa, trong quốc nội cũng như quốc ngoại. Tôi là Nguyễn Hữu Cầu, mà thế giới hiện nay gọi là người tù thế kỷ, đã về đúng một năm. Mà sinh mạng tôi hôm nay còn là do cái sự cưu mang và đùm bọc của đồng bào khắp năm châu suốt một năm qua, để đáp lại cái lòng tin của đồng bào tôi đã làm được những công việc như đi tưởng niệm tướng Nguyễn Văn Nam, viếng mộ của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, cố vấn Ngô Đình Nhu, tham gia các cái cuộc mà phát quà an ủi các anh em thương thế binh, viết lên bài kinh giàn khoan để phản đối Trung Cộng đã đem cái giàn khoan mà xâm phạm đến nước mình một cách bất hợp pháp. Và cái điều tôi mừng nhất là trưa ngày 27 tháng 5 năm 1985, anh Võ Thành Sơn Lâm Vĩnh, một tín đồ hòa hảo, trước khi ra pháp trường đã trối với tôi rằng nếu mà sống được khỏi án tử hình từ 10 tới 20 năm sau, thì khi về đến tổ đình thờ Đức Huỳnh Giáo Chủ ở Long Xuyên thì đốt cho anh 3 cây nhang, và linh hồn anh sẽ được đi đầu thai. Nhưng không ngờ là tôi đã bị nhốt đến 32 năm. Thành ra 30 năm sau tôi cũng đã làm được cái việc đó, và hình ảnh tôi đã gửi lên Facebook và Messenger. Hôm nay xin nhắc lại một lần nữa là kính cảm ơn tất cả đồng bào quốc nội cũng như quốc ngoại, các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các chiến hữu của tôi đã động viên giúp đỡ trong suốt thời gian qua, là nhất là những tổ nhóm thí dụ như Quỹ Tù Nhân Lương Tâm, Câu Lạc Bộ Hoa Mai của anh Nguyễn Công Bằng, hoặc là cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh ở bên Paris, và nhiều hội đoàn đã giúp đỡ. Và tôi xin khẳng định lại cái sinh mạng tôi còn hôm nay là do cái lòng ưu ái của đồng bào khóc Nam Châu. Nguyễn Hữu Cầu, tôi nguyện suốt đời nhớ ơn. Mai mốt ta về, ta mua một con bò, ta sẽ đi lên trên núi cao. Mai mốt ta về, ta đóng cái quan tài, rồi ta sẽ nhờ con bò kéo theo đằng sau, khỏe re như con bò kéo xe, khỏe re như con bò kéo xe. Ta đi lên trên non cao, ta khắc sâu vào núi đá, núi này là Quyền Công Ba, núi kia là Trần Văn Kiều, kiên giang tử hình cũng nhiều, khi vào núi đá bao nhiêu mới vừa. Núi Trần, núi Trác, núi Đình, những người dũng sĩ huyền linh, núi này là Phan Bách Thắng, núi kia là Nguyễn Anh Hùng, đồi này đồi Trần Văn Ba, suối kia suối Ngô Quang Tài, xác thân nằm xuống bòn ngoài tiếc thương. Ta sẽ nói về những người tử tội, lấy máu của mình vẽ vào tường vôi, bán đồ Việt Nam và tên Đức Huỳnh Giáo Chủ. Những người tử tù từng ngày sắt cưa, thịt người máu rơi vẽ vào tường vôi, bán đồ Việt Nam và tên Đức Chúa Giêsu.
gãy xương ói máu trong phù đâm thoi tập thể đoàn phù là tư. Võ Thành Sơn Lâm Vĩnh thét vào lũ yêu tình, thân ta dù có tử hình bay không xóa được đức huỳnh trong tim ta. Nước tan tan đảo tan nhà, bay đảo phá hết chết thà dương hơn. Cô mini cô Trần Ngọc Đề, 3 ngày trước khi đi xa, trao lời trôi tranh cho ta. Khung trời bỗng dưng mưa xa, lao tù hát câu thương ca, gông cùng mau tuôn thêm ra. Nếu còn sống sót, có đến thăm quê nhà, nhờ anh nói dùng mấy đứa con của ta. Dù đàn thù đã cướp mạng ông, và đàn thù đã cướp mạng cha, rồi đàn thù sẽ cướp mạng ta. Nhưng nhân danh những người tử tù ngồi chờ hỏng súng AK, nhờ anh nói với mấy đứa con ta hãy nhớ lời Thiên Chúa, hãy mở lòng nhận ra mà thứ tha cho những kẻ thù.